Em chào các bác nhé. Buổi tối hôm nay thì em lên sóng quay cho các bác xem em có về được hai đôi loa CBL CRX 125 các bác này. Đấy, đây là một dòng loa được trang bị 2 bát 40 nha. Đấy, một cây trang bị 2 bát 40 và một chép kèn này. Đấy, hai cặp này về thì còn rất là mới và có về cả thùng này các bác này. Đây là các bác ha, bốn cái thùng của bốn cây loa. Đấy, là hai cặp ha. Đấy, về cả thùng luôn. Đấy. CBL các bác này. Đấy. 2000W các bác ha. Đấy. Một dòng loa karaoke các bác chơi gia đình thì tuyệt vời rồi. Đấy, rất là bạo lực ha. Rồi, và em sẽ quay từng cặp cho các bác xem. Đây là cặp đầu tiên này. Những cái e căng thì em mở ốc rồi ha. Đấy, em mở ốc ra rồi để mà lát em mở tuyến loa cho các bác xem. Đây, cặp số 1 là các bác này. Đấy, logo tem đầy đủ ha. Đấy, e căng là còn cực kỳ đẹp này, các bác xem qua này. Rồi, và tiếp theo là e căng của cặp số 2 đây. Đấy, tất cả là còn đẹp hết. Thùng bắt cũng vậy. Đây là phía trên này các bác này, phía trên của cái đầu tiên ha. Đấy, rất là đẹp, rất là liền lặng ha, không có bị cấn móc chỗ nào đâu. Đấy, cái thứ hai này. Và cái số 3 đây. Đây, cái số 3 đây các bác này. Rất là đẹp ha. Đấy, nó có cái catalog này các bác cùng xem đây này. Đấy. CBL CRX 125 này. Đấy, cái hình loa ha. Rồi, toàn là chữ tiếng Anh thôi các bác. Đấy, phía sau thì có dòng chữ USA này, California USA ha. Đấy. CBL. Rồi, và đây là phía trên cái cuối cùng đây. Đấy, tất cả là còn đẹp hết các bác cứ yên tâm ha. Và xin tuyệt đối hết các bác. Rồi, và em sẽ mở cho các bác xem những cái tuyến loa. Đấy, bắt đôi 20 thì các bác chơi đánh bắt là như sống luôn các bác. Rồi em mở tiếp tục những cái này ra luôn ha. Và em sẽ quay tuyến loa bát sau. Các bác chơi cặp này thì nên đánh những con đẩy vào tầm 28 ha, 28 hoặc là 32 sò gì đấy. Các bác chơi những con đẩy khỏe như vậy thì đánh nó mới ra hết cái công suất được các bác. Nó mới căng được. Còn các bác chơi tầm 16 hay là 24 sò thì nó vẫn hơi đuối ha. Nó vẫn hơi đuối. Đấy, đây là cặp số 1 này các bác cùng xem từ trên xuống ha. Đấy, rất là đẹp các bác. Đây, bát 40 này. Bát 40 ha. Rồi, cái dưới đây. Tất cả là còn đẹp hết này các bác cùng xem này. Gân vải ha. Đấy, hàng nguyên bản hết. Đấy, cái nón bên trong nó màu nâu nâu các bác. Đấy, đây là cái chép kèn phía trên đây. Chép CBL ha. Bốn lỗ thông hơi. Đấy, một thùng ha. Rồi, và đây là cặp... đây là cái thứ hai của cặp số 1 đây. Đấy, những cái tuyến loa bát là siêu đẹp luôn. Rồi, cái trên nữa ha. Rất là liền lặng các bác. Và tất cả là zin tuyệt đối ha. Đấy, chép kèn đây. Đấy, các bác chơi cặp này thì rất là bạo lực rồi. Chùm chép thì rất là sáng ha. Bát thì khỏe. Đấy, đây là cặp số 2 đây. Đấy. Cặp này thì nó hơi khác cái màu nón các bác. Đây, cái nón con này nó sáng hơn ha. Đấy, nó màu nâu nhưng mà nó sáng hơn. Còn cái này nó màu nâu nhưng mà nó hơi tối tối một xíu. Đấy. Đấy, các bác xem tuyến loa bát của cặp bên đây cũng rất là đẹp này. Đấy. Nó về nó còn thùng thì các bác có thể biết là cái độ mới rồi ha. Rồi, và em sẽ quay xung quanh và phía sau cho các bác xem. Đấy, hai bên thì đều có quai sắt như vậy cho mình bê đi bê lại ha. Loa rất là nặng cho nên là có quai sắt hai bên. Rồi, và đây là phía sau của loa. Đấy, rất là đẹp các bác. Em quay sơ sơ cho các bác xem ha. Đấy, cái thứ hai đây. Rồi, đây là cái số 3 ha. Đấy, tổng thể đẹp lắm, các bác cứ yên tâm. Rồi, cái số 4 đây. Đấy, thùng rất là liền lặng. Rồi, em quay cái thông số cho các bác xem ha. Đấy, thương hiệu CBL này. Model là CRX 125. Đấy. Công suất là 500 cho tới 1000W một thùng ha. Đấy. 4 ôm các bác ạ, trở kháng là 4 ôm ha. Đường vào là 6 ly hoặc là Canon, xin lỗi các bác, hoặc là Newtic Big Công ha. Đấy. Loa Mỹ này, được sản xuất ở Mexico các bác. Đấy. Mexico ha. Đấy, 1000W tổng một thùng. Đấy. Rồi, và sau đây thì em sẽ mở cho các bác xem bên trong cái củ loa bên trong ha. Đấy, hình thức thì các bác vừa xem qua rồi.
rất là mới các bác. Đây xung quanh bên đây nữa này. Đấy, em bao đẹp bao zin cho các bác ha, bao zin tuyệt đối hết và rất là đẹp. Đấy. Hàng về còn thùng thì rất là mới để các bác yên tâm. Rồi và em sẽ mở nội thất cho các bác xem ha. Nội thất bên trong là các bác này. Đấy, hai củ từ ha. Đấy, 2340. Và phía trên có một cái tem CBL này, Made in Mexico ha, 8 ohm. Đấy, chạm loa này các bác này. Đấy, bên trong là chỉ có bụi thôi. Đấy, nguyên bụi luôn các bác xem này ha. Đấy, hàng về nguyên bụi luôn. Và xương là còn đẹp lắm, cái này mình lau sơ qua là đẹp keng ha. Đấy, Made in Mexico. Rồi, và phân tầng bên trong này các bác này. Đấy, phân tầng ha, và bông tiêu âm. Đấy, tất cả là hàng xin nguyên bản hết này, bụi này các bác này. Rồi, và đây là củ loa chép đây. Đấy, củ loa chép CBL2412H-1 ha. Made in Mexico các bác này. Đấy, củ loa chép đây. Rồi, dòng này thì các bác chơi rất là bạo lực rồi ha. Em có xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, cái cặp số 1 này, cặp số 1 thì giống nhau ha, hai cái nón nó giống nhau. Đấy, thì cặp này là 20 triệu các bác ha, 20 triệu là em bao ship. Đấy, có cả thùng các bác ha, có cả thùng zin luôn. Đấy, cặp này 20 triệu em bao ship này. Còn cái cặp số 2 này thì nó hơi khác cái mũi, cái màu tí xíu các bác. Cái mũi này thì nó đậm hơn, màu đậm hơn ha, à cái màu nó sáng hơn. Màu nó sáng hơn, còn cái màu này thì nó sẫm hơn. Đấy, nhưng mà đều là hàng zin của nó hết. Đấy, đều là hàng zin nguyên bản của nó hết ha. Đấy, chỉ có hơi khác màu tí xíu cái nón thôi. Đấy, cặp này thì em để cho các bác là 19 triệu đồng ha. 19 triệu đồng cặp này là em bao ship đây. Đấy, nó một thứ một các bác. Đấy, có cả thùng luôn ha. Đấy, cặp số 2 là 19 triệu đồng là em bao ship. Bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, số điện thoại của em đây. 0981 384842.